Hôm nay chúng ta sẽ mua sản phẩm nông nghiệp trên app ứng dụng của Shopee. Hello, xin chào các bạn. Chào, cảm ơn các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay các bạn sẽ được xem một cái sản phẩm của nông nghiệp mà có nhiều bạn đặt câu hỏi là liệu có mua sản phẩm của nông nghiệp ở trên của Shopee được hay không. Thì mình xin trả lời là có, bởi vì mình đã từng mua ở trên Shopee về các những sản phẩm nông nghiệp, và những sản phẩm này được đảm bảo về chất lượng, tem, nhãn, mát. Và nhưng mà cách để các bạn xem để an tâm thì các bạn nên xem kỹ những cái shop ở trên mạng có được đánh giá 5 sao và được mọi người là khen nhiều hay không. Và sản phẩm hôm nay là sản phẩm Antracon, hiệu Antracon, và công ty của nó là công ty Bayer nha các bạn. Sản phẩm của công ty Bayer, và mỗi gói đóng gói ở đây là 100g, 100g trên mỗi gói. Mình mua tổng cộng là 6 gói nha các bạn. Mình sử dụng cho cái vườn mít của mình để áo kẽm ở bên phía ngoài lá, và giúp cho cây có đủ khoáng chất ha các bạn, đủ chất kẽm. Chất kẽm là chất tạo nên cái sự cứng cáp của lá và phòng ngừa các loại bệnh và sâu bệnh. Để ở đây thì ở trên bao bì thì họ dán cũng đầy đủ các thông tin của một cái đơn vị giao hàng là giao hàng nhanh. Và cái nơi gửi là shop cây trồng nhé. Shop cây trồng. Địa chỉ này thì ở Hàm Thuận. Rồi, mình sẽ có một cái nhìn tổng quát về cái bao bì rồi ha. Rồi đến cái phần là chuẩn bị là chúng ta cắt cái hộp ra và xem. Ở đây họ bên tem của này, tem của bưu cục. Ở khu vực ở bên giao hàng nhanh họ dán ở bên khu cục giao hàng nhanh nhé. Đấy, ở phường An Lạc của Bình Tân này. Đấy, họ rất là dán cẩn thận ha. Giao hàng nhanh mình thích cái phong cách của giao hàng nhanh. Và hộp bây giờ đóng gói mình thấy ha. Đóng gói rất là vuông vắn, nhưng mà cảm giác mình có một cái nó hơi lạ, cái là nó hơi bị lỏng lẻo. Cái hộp này có vẻ nó hơi to. Cái áo này hơi rộng so với cái cơ thể các bạn. Mình lắc luôn nghe cặp ở trong luôn đấy. Tức là cái sản phẩm mình không có to, nhưng cái hộp nó hơi bự. Mình nghĩ là ở shop này chắc là hết hộp rồi. Này, họ sử dụng đại cái hộp này thôi các bạn. Lắc nghe lung lay là nghe âm thanh luôn đấy. Rồi mình sẽ dùng cái kéo thần thánh của mình để mình cắt cái sản phẩm này ra, xem bên trong sẽ đóng gói như thế nào và bao bì sản phẩm như thế nào nha. Mình cũng chưa có mua sản phẩm này bao giờ nên do đó mình cũng không biết là nó như thế nào. Antracon thì nó có một cái tem chống giả, theo mình biết như vậy, ở trên mạng họ nói như vậy đấy. Có cái tem đó là tem ngũ sắc nha các bạn. Ở bên hông phía bên phải của một cái sản phẩm Bayer thường thường nó có một cái tem. Tại vì tình hình hàng giả trên thị trường hiện nay cũng khá nhiều, do đó cái hãng này cũng có một cái tem để đảm bảo cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính hãng chứ không phải là hàng phát nha các bạn. Và ở trên Shopee thì nhiều người cũng lo lắng lắm, mình cũng sẽ chứng minh cho mọi người xem là có nên lo hay không, và lo ở những shop nào, và chúng ta có thể lựa chọn những cái shop mà an toàn đấy. Thì mình gợi ý cho các bạn, hôm nay mình có cái tên shop rồi đó, các bạn cứ có thể tự tìm cái hãng shop này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra đây. Ở trên bên trong thì nó mình thấy là nó lỏng lẻo, cái hộp rất là to so với bên trong sản phẩm tới 6 bịch nhưng mà vẫn còn lỏng. Các bạn thấy là 6 bịch màu xanh lá nha các bạn. Ở bên đây mình thấy không thấy cái nhãn luôn. Chắc là mặt lưng của cái sản phẩm thôi. Bắt đầu mình coi thử nha. Mình bóc một bịch ra coi thử nè. Một bịch ra ở đây, mặt sau nó đóng gói 100g. Khối lượng 100g nha các bạn. 100g. Tên sản phẩm là Antracon. Sản phẩm có gốc kẽm và bảo vệ cho cây rất là tốt. Sản phẩm sẽ áo trên lá cây và tạo một cái lớp bảo vệ cho lá cây cứng cáp hơn, để phòng ngừa bệnh và các loại sâu bệnh. Cái bao bì này đóng gói giống như siêu nhân các bạn ha. Có một cái hình thức rất đẹp. Thuốc trừ bệnh, khối lượng tịnh là 100g ha. Có thành phần thuốc nè các bạn. Ropinex là 700g trên 1 kg, và phụ gia là 300g trên 1 kg. Đó là quy cách đóng gói của sản phẩm và cái cách pha chế của họ ha. Họ ghi rất là rõ ràng. Đọc kỹ khi phun thuốc đó, có hướng dẫn rất là kỹ lưỡng. Antracon này là cái các bạn thấy ghi là Antracon Zinc là kẽm á. Cái từ hóa học là kẽm các bạn. Rồi mình kế tiếp mình xem nó cái phần khác của cái bao bì nha các bạn. Nó có hướng dẫn gì nữa không nè. Đây mình thấy có cái áo giáp nè. Mình thích cái áo giáp nè các bạn, nhìn thiết kế rất là đẹp ha. Nhìn cho người ta cảm giác giống như là được bảo vệ. Và ở đây thì nó ghi rõ ha. Ở đây là hãng là Bayer. Bayer có nhiều đọc, nhiều bạn đọc là Bayer hoặc là Bayer. Bayer đọc từ tiếng Anh á. Còn nếu bạn đọc Bayer thì đọc từ tiếng Pháp nha các bạn. Trên đây họ ghi là zinc, ghi rõ là kẽm ha. Gốc kẽm, thuốc có gốc kẽm.
Rồi, bên phía tay phải mình nói các bạn là cái tem ngũ sắc. À, các bạn lắc lắc thì nó sẽ có một cái hình 7 màu, nó chuyển qua chuyển lại và có cả một cái QR code các bạn có thể quét thử để biết tìm hiểu về sản phẩm này ở trong chính hãng. Có cái mã như này mình cảm thấy an tâm, vì cái mã này những cái cơ sở mà làm phát thì họ không thể nào in những cái mã ngũ sắc này được các bạn, rất là khó ha. Và với bao bì đóng gói rất là kỹ, họ hướng dẫn là khi xịt thuốc là phải mang bao tay, khẩu trang, nón che lại các bạn các kiểu. Như mình nghĩ thì mình thấy là các nông dân Việt Nam mình không có kỹ lưỡng, mình cũng hy vọng các bạn sẽ cẩn thận hơn theo quy cách của nhà sản xuất á, thì họ nên chúng ta phải nên theo bảo vệ sức khỏe của mình ha các bạn khi xịt thuốc ha. Ở sau lưng thì mình thấy là có họ ghi hướng dẫn cũng kỹ lưỡng lắm, nó nguyên một cái tràng như vậy là nhiều quá, mình chắc mình không có thể nào mà đọc hết cho các bạn được, mình chỉ quay sơ sơ thôi ha. Các bạn xem thử nha. Đến phần cái ngày sản xuất thì thấy sản xuất năm 2019 và thời hạn sử dụng thì khoảng đâu đó khoảng 1 năm các bạn. Vì cách pha thì ở trên bao bì họ ghi rất là kỹ. Ở đây thì có trên những loại sản phẩm cây trồng khác nhau, nên cà phê, khoai tây, lúa thì có những công thức nó cũng khác nhau nha các bạn. Dựa vào đây các bạn có thể sử dụng theo đúng chuẩn công thức của nó. Nếu như các bạn sử dụng đậm đặc quá thì sẽ làm cho cây trồng sẽ bị hại, tức là nó sẽ bị cảm giác nó bị cháy và nó nóng. Nhưng mà các bạn làm loãng quá thì nó sẽ không có tác dụng tốt trên những cái biện pháp mà để phòng bệnh á. Thì chúng ta phải cố gắng làm cho đúng liều nha các bạn. Thì theo mình nghĩ thì mình có thể sử dụng mà có thể giảm xuống còn 2/3 so với liều của công ty đưa. Thì theo đó là cách mình hay làm nha các bạn. Đây cái hàng sử dụng nè, năm 2020 nha các bạn. À không, ngày sản xuất là tháng 10 năm 2019 và 2 năm sau ngày sản xuất, tức là 2021. Lúc mình quay cho các bạn là 2020. Đấy. Bao bì ghi rất là kỹ, ở trên cái lằn màu trắng các bạn thấy không? Thì khi mang hàng của chính hãng thì nó sẽ có in cái màu nhũ bạc trên cái lớp mà các bạn thấy đó, chữ Bia không? Màu nhũ bạc. Cái cách để cho chống hàng giả của cái hãng công ty Bayer của Đức đó. Thì cái hãng này rất là nổi tiếng, do đó có nhiều người, nhiều cái đơn vị giả sản phẩm này, hàng nhái đó các bạn. Thì do đó các bạn hãy kiểm tra kỹ trên cái đường lằn trắng này nha, có cái logo của Bayer in màu nhũ bạc, và đồng thời cái mặt trước nữa thì hồi nãy mình có mở cho các bạn xem rồi đó, có in cái tem chống giả. Đấy, rồi tiếp tục mình cho các bạn xem đây. Trên cái sản phẩm này thì mình thấy Antacol thì có thể kết hợp với các loại sản phẩm khác nhau. Và đây là một sự minh chứng cho các bạn có thể là mua sản phẩm trên Shopee, Lazada hay là Tiki về những sản phẩm nông nghiệp nha các bạn. Rất là an toàn. Vì những vấn đề nó thuận tiện nên chúng ta có thể mua tùy thích nha các bạn. Thì thông thường để sử dụng cái này thì mình kết hợp một gói này với lại một sản phẩm khác cho bình 20 lít. Rồi thì video đến đây đã hết, thì mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé.